Nam Mô Di Đà Phật rồi đó. Bây giờ niệm Phật Nam Mô Di Đà Phật, nhập vô nói chuyện với tôi đi. Nam Mô Di Đà Phật. Vô. Vô. Niệm Phật. Niệm Nam Mô Di Đà Phật. 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 Cho cô biết đi, chứ hành xác gì là không có được. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Như Lai Phật. Nam Mô Phật Tổ Phật Đại Đức Thầy. Nam Mô Phật Tăng Bồ Tát Từ Bi Chúng Chúng Mình. Ra nói chuyện đàng hoàng đi. Nói á, mình người Việt, nói tiếng Việt. Ai thì phải ra, phải xưng danh tánh, ở đâu, từ đâu đến. Chứ không có nói cái tiếng đó là cô không hiểu, cô không biết. Mình là người chánh, mình phải nói những gì chánh đáng, cho người ta mới biết, mới hiểu. Chứ nói như vậy là không có được. Về nói đi. Ai? Không phải là tổ cô, dung cô vậy đâu nha. Cô nói không có phải trong cái tông chi đâu. Không có phải. Không có phải tổ cô, dung cô gì hết. Người này từ ở ngoài vô, mượn cái xác này để làm gì? Mượn cái xác này thì phải chánh đạo. Mà tôi thấy không có chánh đạo rồi đó. Ô, lên chị. Ừ. Chị đột chiến luôn. Ừ. Chị nữa. Ừ. Không phải của bà tổ cô mà không phải dâm cô, không phải trong cái tâm chi luôn. Dạ. Ở ngoài. Vô mượn xác này làm gì? Làm gì nói đi, nói tiếng đó con hiểu, nói tiếng Việt. Nói tiếng của người mình, người Việt nói tiếng Việt. Mình người Việt, sống trên đất Việt, Phật cũng người Việt. Thầy cũng người Việt thì phải nói tiếng Việt. Rồi giờ vừa mượn sắc này làm gì? Nói ra cho tôi biết. Nói ra cho tôi biết đi. Nếu những gì tôi giúp được thì tôi giúp cho. Còn đúng không chánh thì phải rời sắc này ra, trả sắc cho người ta. Chứ không có theo mà hành người ta đau mấy chục năm trời như vậy. Mình có theo cái xác này
thì mình phải độ cho người ta mạnh là đúng là người chánh, chứ làm người ta bệnh gì mấy chục năm trường sao chịu nói. Bao năm nay là 30 năm. Ừ. Chết. Ừ. Mà bây giờ cái phần này Việt không có nói cái tiếng Việt. Rồi nói cái tiếng Việt rồi bà có hiểu không? Cũng không hiểu luôn. Ừ. Sao không biết? Tôi biết. Không phải trong cái tâm chi ở ngoài vô đây làm cái gì? Hả? Vô làm cái gì mà làm người ta đau mấy chục năm trường? Mà không chịu nói. Tôi biết. Chứ nó thầy nào không biết mà tôi biết. Đúng không? Đúng không? Đúng không? Đúng không? Mà nó có tiếng Việt không sao hiểu. Làm ta đau mấy chục năm trường còn gì nữa. Bây giờ tu đi. Theo thầy phải đổ cái xác mạnh giỏi, chứ theo mà làm đau vậy là không có đúng. Mình thì không người quân tử. Quân tử thì phải độ cái xác này. Người ta đã tu mấy chục năm trường tăng trai rồi, ta cúng lại rồi, làm sao người ta bệnh làm sao? Thấy không? Vậy là mình không có người không chung chánh trực, mình mới làm ta bệnh. Đó. Còn nếu mình người chánh chung trực thì không có làm cái xác người ta đau vậy mới đúng. Bây giờ là từ đây tới nè, bây giờ lên đây rồi nói cái tiếng Việt đi cho tao biết con muốn cái gì. Không định gì đồ đi đồ đi đồ đi. Bây giờ bà nói gì rồi bà cái xác hiểu không? Cái xác có hiểu bà biết biết cái này cái người này làm cái gì không? Không. Giờ ai biết làm gì? Ai biết làm gì để cho theo ý của bà? Đó chưa khai khẩu rồi. Bây giờ tôi chuyển quá cho nói tiếng Việt. Nói cái tiếng Việt để trong tất cả điều ai cũng hiểu biết mình muốn cái gì, đúng không? Nhà bên kia. Mỗi lần nó mệt lắm cô Năm ơi. Bởi vì tôi nói là không phải là cô, bà cô gì hết. Không có dâm cô, dâm bà cô gì hết. Biết không? Không phải trong cái củ quyền, không phải trong củ quyền chung cô và cô gì hết. Mà cái người nào ở ngoài. Không có tổ cô, tổ gì chứ. Không có tổ cô mà không dâm cô, không có gì trong cái tâm chi hết cho. Người này là ở ngoài. Nếu mà trong tâm chi là chắc mình cúng lại là ta độ cho mình. Ừ. Bệnh 30 năm mới phát bệnh, nó 5 năm rồi thấy vậy không có phát đầu con trai niệm Phật mỗi ngày. Ừ. 2 năm nay còn cúng tới 3 thời niệm Phật lắm luôn mà sao cũng bệnh rồi. Bây giờ để tôi lấy cái áo cho mẹ tôi con. Áo cúng để trình với Phật tổ. Mệt lần sắp chết luôn, nó mệt nặng cái nghiệp vô trong mình, cái điển vô trong mình đâu cứ nhắc không đỡ không được. Vô chút xíu vậy là hết rồi đó. Biết thầy biết như thầy. Bà quay mặt lên Phật, quay mặt qua Phật tổ, niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Rồi là đi đâu cũng lệ nó có nhiều đó hả? Bây giờ nói tiếng Việt được chưa?
vô đi nói tiếng Việt với tôi. Nhưng mà tôi biết, nếu không tránh thì đi ra đi, đừng ở trong xác người ta nữa. Không có tổ cô, không có dông cô, tổ cô gì hết trơn. Đâu phải là cũng, cũng tới bây giờ cũng hành hoài, nhưng mà giờ đi đâu cũng không được, chứ không mần cái gì được, mần cái gì vô là mệt lên, mần là mệt lên. Theo quá lâu thăm căn cố đế thì chẳng được, còn gì nữa. Bây giờ bà có biết chữ không? Đâu có làm cái gì được đâu mà làm gì. Theo vậy chứ không làm gì được hết trơn. Rồi hành cho cái xác này đau, chừng nào cái xác này quại ra đem về bệnh luôn. Cắt cái quạt giùm con. Cái người này nghe tôi nói nha, trừ ra cái cô này có gia đình có con cái gì không, được mấy đứa con rồi, ông chồng còn không? Bệnh phổi mà thời kỳ cuối. Bây giờ lát thỉnh cô Bạc Hà về cho ông uống đi. Không hết hả? Vậy là uống bao lâu mà không hết? Uống nửa tháng, giờ ông mệt sắp chết luôn. Ông bị qua lao rồi, qua đi trùng lao rồi. Người ta uống người ta hết đó, nhưng mà tại cái này nghiệp. Cô nói nha, là cái người theo bây giờ đó, không phải là chánh đạo nha, không có trong của quyền theo luôn. Bây giờ nếu mà bà quyết liệt tâm buông, bà tu hai mươi mấy năm nhưng cái tâm mình còn chưa buông, còn sân si, nên là vẫn không bao giờ nó buông được. Quyết liệt lên, bây giờ nếu cuối đời bà muốn trở về chánh đạo thì phải không có cần cúng lại à.
bây giờ ha, nếu bây giờ mà bà nữa bà lưu số điện thoại của tôi đi, thí dụ tôi chỉ bà ha, bà về có cách này, nếu bà làm theo chừng 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, coi nếu có giảm thì cứ làm y như vậy. Tụng chú lăng nghiêm quyết liệt, tâm buông ra, không sân giận gì hết, không suy nghĩ gì hết, buông bỏ, thả lỏng con người mình, đói cũng không nghĩ, no cũng không nghĩ. Cái gì vậy? Ha, thì là nó mới được. Cái này bên kia nó theo quá nè. Vì ở trên nói là người này không có phải là trong tông chi, mà cũng người này cũng không có tránh. Hành cái xác này đau, đau khi nào mà đến đỡ bỏ xác rồi là nó bắt cái hồn về bên đó đi. Uổng công mình ăn chay 25 năm trường, mà tu 25 năm mà cái tâm có từ bi chưa? Rồi con cũng có nghèo khổ, mà đi đâu thì gặp người ta xin thì cũng cho 50 ngàn 20 ngàn. Mấy cái dòng lớn thì con cũng mua gạo bố thí cho ta chút đỉnh, cho nhiều thì không có. Ừ. Không, mà cái tâm mình từ bi là được, không cần nhiều. Mở cái tâm từ bi là được. Ví dụ mình thương người ta, mình giúp 5 ngàn, 10 ngàn, 20 ngàn rồi là được, chứ không phải là để nhiều. Mình nghèo mà mở cái tâm từ bi là được, nó mới thắng. Chứ là ở trên cho biết, cũng như cái người này đó, cái qua cái dông này đó, cái hồn này theo đó, là cũng như là cái hồn này là nó đã tu từ mấy luyện kiếp mấy ngàn năm rồi. Mà trong cái này đó thì trên cũng cho cô biết nha, là cũng như là cái người này nè, hiện ra cái Phật kêu bà đã tiền kiếp trước là bà cũng gieo một cái duyên không lành với cái quan hồng này đó, nó theo mà nó là tu bên cái kia, cho nên bây giờ nó cũng báo quán nữa, báo quán theo để đòi nghiệp quả đó, cũng như căn quả tiền kiếp mình gây đó, bây giờ người ta theo người ta đòi. Thứ nhất, thứ hai là người này cái phần hồn này là người ta không có chánh đạo, nên bây giờ ta theo người ta đòi, ta làm cho mình đau, đau ốm miếng liệt để mà đòi cái ân quán đó đó. Bây giờ bà về bà tụng kinh sám hối với kinh là chú Lăng Nghiêm, sám hối hồi hướng cho cái người này đang theo trong mình của tôi, nhưng mà không có nói cái tiếng Việt, tôi không hiểu biết, nhưng mà tôi sẽ đọc kinh sám hối hồi hướng cho tiền kiếp tôi có dai, thì bây giờ tôi xin trả nợ cho, buông tha tôi ra. Đọc kinh sám hối với chú Lăng Nghiêm quyết liệt. Có, cô có đầy đủ lớp cô cho. Thì cô chỉ dạy vậy đó hen. Đau 20 mấy năm trường, đâu có phải bà cô dông cô gì hết trơn, không có phải. Đi các chỗ người ta nói bà tổ cô dông cô gì đó là gì thờ. Cũng không có hết. Giờ không cho con làm gì được, mặn vô là bệnh mặn. Ừ. Nó không có cho. Cũng như cái quan cái này là cái ân quán quan gia nhiều kiếp chứ không phải là kế đây. Nhiều kiếp rồi theo bà mãi mãi. Kiếp này mạng chót nó đòi quyết liệt luôn. Không cho mình làm, không cho mình này đau hoài. Đó. Rồi cái thứ nhất là tu cái pháp môn theo cái pháp bên kia nữa. Nên là không có nói cái tiếng này được. Không nói tiếng Việt được làm gì ta biết. Bây giờ muốn cái gì mới được. Nhưng mà ở đây cô giáo ở trên nói biết. Ừ. Bây giờ nói cái tiếng Việt 1 tiếng, 2 tiếng đi. Bây giờ đúng là cái quan gia tôi đã coi như vậy có đúng hay không? Thì bây giờ người ta làm những việc thiện hồi hướng cho, và đọc sám hối hồi hướng công đức cho, để buông tha cái xác này ra. Màn 3 chuyến chót này đừng theo làm khổ cho chúng sanh, thì sau này Phật cứu đó. Còn nếu mà làm người ta đau hoài đó, sao này Phật quánh ra cho bụi, không còn hồn xác đâu. Ừ. Đó, đúng không? Tôi nói đúng không? Đó, bây giờ tu đi. Không chịu tu. Ừ. Không chịu tu hen. Ừ. Không có tu rồi đó hen, sau này Phật quánh ra cho bụi luôn. Không còn hồn xác để đòi nợ đòi nần gì đâu. Tu không?
Tu không thì gật đầu. Chịu thì gật đầu xuống là tôi biết. Vì nói cái tiếng này tôi đâu có hiểu. Mà tôi nói có hiểu không? Tôi nói cái tiếng này có hiểu không? Tôi nói đúng không? Đúng thì gật đầu đi. Đó. Theo người ta làm chứ người ta đau chi. Bây giờ mình tu đi. Dầu cho nè, Phật nói nè, dầu ma quỷ súc sanh nhất tâm tín nguyện phụng hành thì Phật cứu về nơi an dưỡng. Tu đi. Chứ đừng có mà chứ đừng có nói mà không tu nha. Tu đi. Bây giờ lỡ tới đây rồi, Phật thì thương tất cả chúng sanh và các quan hồn, dù mà ngạ quỷ súc sanh, nếu nhất tâm tín nguyện phụng hành tu theo Phật thì Phật cứu hết, không bỏ ai. Phật từ bi độ lượng, Phật là quan hỷ từ bi, đại từ đại bi, cứu tất cả. Đó thì bây giờ đó, tu đi, ở đây tôi giúp cho. Đừng có làm cái xác này ra nữa. Rồi tôi kêu cái xác này phải hồi hướng, sám hối, hồi hướng công đức cho. Hen, hồi hướng công đức cho. Để tu, đừng có làm cái xác này bệnh hoạn nữa. Có chịu thì gật đầu là tôi biết. Chứ nói cái tiếng này tôi không hiểu. Đó. Ở đây là Phật là đại từ, đại bi, quan hỷ, cứu tất cả, không có cái gì nè. Thương tất cả chúng sanh và thương tất cả những loài gì cũng thương, nếu biết quay đầu thì Phật cứu. Đó. Bây giờ có chịu không? Chứ mà không tu đi ăn sau này là Phật là quýnh ra cho bụi luôn á. Thấy không? Là Phật từ đại bi nha. Buông bỏ đi, đừng quán hận. Đừng quán hận, đừng thù hận, buông bỏ tất cả, Phật cứu về nơi an dưỡng liền. Sau này tái sanh chứ lại làm người. Đừng theo cái xác này mà hành. Vì vô lượng kiếp quan gia ăn quán người này, nhưng mà trong vô lượng kiếp người này bị tu cái phần hồn này tu theo bên không chánh đạo, nên bây giờ về đòi vừa đòi nợ vừa hành cho đau, nên là cái xác này không có biết. Bây giờ nếu chịu tu nghe, tôi kêu cái xác này sẽ đọc kinh sám hối, hồi hướng công đức cho cái quan hồn đang theo trong xác này, công đức niệm Phật, công đức làm phước, công đức cúng lại, hồi hướng hết, buông cho cái xác là đừng có bệnh. Mình cũng tu luôn, quan hồn cũng tu luôn, để sau này Phật cứu. Có chịu thì gật đầu, tôi ở đây giới Phật tổ từ bi chứng cho, quy y cho. Chịu không? Chịu hen, chịu thì chấp tay qua lại Phật tổ đi. Tôi sẽ trình cho Phật tổ quy y cho, quy pháp, quy tăng, quy để tu. Có biết nói tiếng kia không đâu biết được. Dây qua lại Phật bốn lại đi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Thích Ca Mâu. Giờ trên Phật tổ từ bi quy Phật, quy pháp, quy tăng cho cái quan hồn này. Giờ nó nói cái tiếng thiên không, con không hiểu. Bây giờ nếu mà đồng ý lại đó, đồng ý tu thì quỳ xuống lại bốn lại Phật tổ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Quỳ xuống lại bốn lại đi. Tôi quy cho. Quy Phật, quy pháp, quy tăng cho cái quan hồn này vô lượng kiếp đã theo cái xác này bao nhiêu năm nay, mấy chục năm hành hạ người ta đau. Bây giờ đến đây chịu quy Phật, quy pháp, quy tăng để tu. Nhận trên Phật tổ từ bi phóng lực xuống cho cái quan hồn này, nó buông ra cái xác này ra. Để cho ta mạnh dở cho ta tu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Bây giờ tôi nói vậy, giờ nếu mà có nói được cái tiếng Việt một hai tiếng gì thì vô nói chuyện với tôi đi. Ra ha. Bây giờ một lát, giờ vô đi nói chuyện với tôi. Thì nó theo mà làm cho, không phải là một hai kiếp. Cái quan hồn này nó vô lượng kiếp, nó đeo mãi. Nó báo thù, hận thù. Bây giờ ha, tu. Không tu là sao nè, Phật quýnh ra cho bụi nghe. Bây giờ nhập vô nói chuyện với tôi đi. Nói một hai tiếng gì đi. Vô nói chuyện. Ừ. Cái gì mà khóc hầm hừ không mà sao biết. Nói chuyện đi. Vô nói chuyện đàng hoàng. Nói tiếng coi. Người gì từ đâu đến, mượn cái xác là vô đây làm cái gì mà nấu chứ tự nhiên mình theo mấy chục năm mà làm như hoài sao được. Sao? Chị lỗ. Chịu tu không? Chịu tu không? Có chịu tu không? Chịu tu thì gật đầu đi. Để Phật tổ là quy Phật quy pháp cho. Đặng mà cái quan hồn tu, còn nếu không tu thì sao nè, Phật quánh ra cho bụi à. Tan nát luôn á, không còn hồn xác luôn á. Ừ, quánh nào còn hồn xác luôn á. Mà nói tiếng đó, dạ. Nó có tiếng nào bạn có hiểu tiếng gì không? Nói tiếng đó thì con không biết nói, mà sao tự nhiên vô? Tự nhiên nói cái tiếng đó. Con biết. Nói cái tiếng đó nhưng mà bà có hiểu nghĩa là nói cái gì không? Không ai hiểu luôn. Đi cả thế giới đi, ai mà hiểu tiếng này thì chết liền. Cái này ở trên đó là Phật tổ nói cho cô biết cái người này cái quan gia mà vô lượng kiếp lâu rồi rồi á, chứ không phải là theo bà này là mấy đời kiếp báo thù không. Dầu cho tu cỡ nào đi, không có biết họ hướng cho người ta đó, ta cũng đòi hoài luôn, cứ như là ta đòi nợ đó. Nặng nề lắm. Thì bây giờ này hen, bây giờ là cô dạy này hen, thì trên cũng nói cho cô biết, cô nói bây giờ nếu cái gì cho con biết để con chỉ người ta, thì nói cái này là cái quan gia vô lượng kiếp rồi, là nó theo nó báo, mà cái người này không có biết trả nợ, chỉ biết tu thôi, phải trả nợ người ta, vì ta quán hận, rồi bây giờ ta tu, người ta chết vô lượng kiếp, người ta tu theo bên kia nó không có biết cái tiếng của mình, không có tu đòi. Quán hận thù hận đợi giết. Giờ con mới làm cách nào cô? Thì có cách tiếng đó cô chỉ cho. Mà phải nói được cái tiếng Việt mình cũng biết. Mà cô nói là không có trong của quyền, không có trong dung cô, bà cô là chịu liền, đúng liền. Không có phải trong của quyền. Là tôi nói không phải trong của quyền mà này về là chịu là gạt đầu đó. Mà về nói cái tiếng này lâu chưa? Biết nó. Đó đi. Đầu tiên lên là nói cái tiếng này luôn ha. Nó mệt, mệt mà nó lạnh trong mình, đi tới bác sĩ khám là nằm bệnh viện không biết cái gì. Biết rồi mới trốn bệnh viện về. Đi thầy thuốc nam thì ông đó coi nó bị bà tổ cô nó theo. Tổ cô không có tổ cô, dung cô gì hết. Rồi cái bắt đầu nói cái tiếng đó là từ lúc đó tới giờ luôn hả? Dạ, ông bắt đầu phát bệnh lên đầu tiên là tới giờ luôn. Anh là nói vậy đó ha. Mà không ai biết chứ chân đâu, nó cái tiếng này sao ai mà hiểu? Không ai hiểu chứ. Không ai hiểu. Nhưng mà nãy cô nói đó, ở trên cho biết là cũng như người này cũng chịu tu đó. Mà bị gì cái nghiệp quá nặng nên người ta quán hận. Đau 5 năm quá khổ rồi, 5 năm rồi không thấy thì con cha gì hết, cũng phải giờ 2 năm nay.
tuần lễ sau là bắt đầu mệt lên. Không chủ. Để nó hoàng già nó đòi. Mệt lên quá mệt, chị không nói là không thâu uống được. Ừ. Thuốc kiện gì cho uống vô mấy bữa rồi cho mình chị thuốc. Hết hả? Thì kêu người ta vô luôn đi. Vô rồi ha. Ừ. Kết thúc rồi không? Chưa thì vô ngồi đi rồi coi luôn. Thì bây giờ hen, bây giờ như gì bà nghe lời tôi, bà làm chừng 2 tháng, 3 tháng. Tụng kinh, sám hối, hồi hướng cho cái quan gia trong cái quan hồn đang theo tu trong mình. Niệm Phật cũng hồi hướng công đức cho người ta. Rồi bà ăn chay và cũng hồi hướng công đức cho người ta luôn. Những việc gì hen? Dán gì? Bà nói bây giờ tôi xin trình Phật Tổ Phật Thầy, Đức Thầy, con ăn chay này, con cũng hồi hướng. Hồi đi con. À, con hồi hướng cho cái quan gia đang theo trong mình con. Và cúng lại cũng con cũng hồi hướng trình với Phật Tổ Phật Thầy, Quan Âm Bồ Tát, con hồi hướng cho cái quan gia đang theo trong mình của con. Cho con hết cái nghiệp tiêu trừ, nghiệp bệnh tật tiêu trừ, nghiệp chướng tiêu tan, con hồi hướng công đức tất cả những việc thiện con làm là con hồi hướng hết cho cái quan gia đang theo trong mình của con. Đó, nguyện giá gì? Rồi tụng kinh sám hối, rồi tụng chú Lăng Nghiêm, hai cái kinh đó. Thì từ từ chứ cái quan gia này vô lượng kiếp nó theo rồi. Mà bây giờ vô đi nói chuyện với tôi một cái nữa, nếu có chịu tu, đã tôi quy Phật quy pháp, quy y với Phật Tổ rồi đó, cái quan hồn có chịu tu không? Nhập vô nói chuyện đi. Không. Nói là không biết, không mình biết chứ. Nói chút. Thì bây giờ nếu có chịu tu thì vô gật đầu tôi cũng biết. Vô nói đi. Chịu tu không? Nãy tôi quy rồi đó, có chịu tu thì gật đầu cho tôi biết. Vô nói đi. Chứ không tu sao nè Phật quánh ra cho bụi à, tan hồn xác. Tu đi. Người ta hồi hướng công đức cho để mình có cái công đức mình chuyển hóa lên làm người. Có chịu thì gật đầu cho tôi biết. Còn không thì sau này đừng có trách là tại sao Phật không cứu. Phật là từ bi, đại từ đại bi cứu. Mà không chịu đó hen, thì sao nè Phật quýnh là một vùa chuông một tiếng một là hồn tan nát. Bay hồn, hồn bay phát tán luôn. Đó. Bây giờ tu, chịu tu thì nói một tiếng là gật đầu cũng được. Chắp tay lại gật đầu xá Phật Tổ. Chứ mà theo cái xác này hoài làm gì? Theo mà không có chịu nói, không có ra làm cái gì được. Không có ra làm cái gì được hết trơn. Mà cũng không có ai biết. Nói cái tiếng đó ai biết. Mình là người chánh thì mình phải nói. Mình từ đâu đến, mình vô đây để làm cái gì. Không nói, không năng, không biết từ đâu đến, cũng không biết là gì hết. Rồi cứ theo cái xác này, cứ hành đa hoài, người ta đâu có được. Tới đây gặp cô rồi thì quy tu đi. Chịu thì sắp tay xá gặt đầu cho cô biết. Về tu theo cái xác này. Cái xác mà ta đang tu, ta đang cúng lại, ta đang niệm Phật mà không chịu tu theo. Chịu không? Chịu gật đầu. Vậy đó ha. Chịu phải không? Chịu tu ha. Gật đầu. Gật đầu là tôi biết. Chịu tu phải không? Bực nói được tiếng Nam Mô Di Đà Phật rồi đó. Bây giờ niệm Phật Nam Mô Di Đà Phật, nhập vô nói chuyện với tôi đi. Nam Mô Di Đà Phật. Vô. Vô. Niệm Phật. Niệm Nam Mô Di Đà Phật. 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 Chắp tay lại. Nam Mô Di Đà Phật. Nam Mô Di Đà Phật. Nam Mô Di Đà Phật. Nói được rồi đó. Di Đà Phật. Nam Mô Di Đà Phật. Rồi chịu tu không? Chịu tu không? Chịu tu phải không? Nam Mô Di Đà Phật. Đó, nói được rồi đó. Rồi nói tiếng Việt con coi. Giờ vô đây làm gì? Nói thêm nữa. Tên gì? Tên gì? Nam Mô Di Đà Phật. 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 Nghe Đức Phật từ bi khai khẩu cho người nói được tiếng Việt. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Di Đà Phật. Nam Mô Di Đà Phật. Chịu tu hen. Chịu tu thì gật đầu đây cho cô biết. Được tiếng niệm Phật rồi đó. Nãy đâu có biết niệm Phật.
Bây giờ chịu rồi. Cái gì á, người không có tránh vô nó mệt dữ lắm. Mệt lắm. Cái người mà tránh đạo đi, vô là phải ghê. Người không có tránh vô mệt dữ lắm, không chịu nổi. Ừ. Bây giờ nãy đó đã biết niệm Phật được mấy tiếng rồi đó. Bây giờ gặp đây rồi, còn từ về đi cô chỉ làm gì, từ từ bớt, không có sao đâu. Cũng bao nhiêu người như vậy đó, cũng bớt nhiều lắm. Cũng lợi để nói tiếng gì không đó. Hôm trước hai cha con có người đó ở gần đó, không gì nói tiếng được không. Cũng vậy đó, giờ bớt rồi, hết rồi. Người cha hết nhưng người con hơi còn. Ừ. Quý chí niệm Phật lên. Con ở Sài Gòn hả? Dạ con ở Sài Gòn. Rồi rồi có điện cho cô chưa? Dạ dạ chưa, con đâu có biết cô đâu. Vừa đi dạ. Đi trại hả? Dạ con đi hôm nay con đi có việc. Dạ hả? Dạ con đi lên cúng bà chỗ đó. À. Sẵn dịp cái con đi ngang qua con mua mấy ông thọ con đó. À. Dạ nghe nói cô Năm mà đây coi. Vậy chứ không có biết trước hen. Dạ con biết trước. À. Dạ. Vậy đó hả? Ở Sài Gòn. Ừ. Dạ. Rồi ghé rồi mua mấy chưa, ghé mua ngồi đó. Chơi đi, ngồi cho khỏe chút đi ha. Rồi sẵn đi mới biết cô đi vô ấy, vô xem ha. Rồi gặp rồi tính xem gì đây, xem gì. Con ở Sài Gòn quận mấy? Có hai nhà nước vậy đó, Phú Nhuận. Ừ. Có để hai nhà nước trên bàn đó. Thôi cởi vô ngồi đi, vô ngồi niệm Phật đi, ngồi đó đi. Ừ. Rồi nhờ cô để xem căn nói gì. Dạ con xem lần đầu con biết. Ừ. Mà con ở Phú Nhuận mà con có mình có biết tu ăn chay cúng lại gì chưa? Có biết mình có biết Phật pháp gì chưa? Dạ có, con đạo Phật mà. Vậy ha. Dạ con có pháp danh nè. Ừ. Dạ. Rồi người này. Hai dạ, ở này tài xế ha. Dạ, dạ. À. Con cột tóc như tém tóc gì coi cho con xem coi. Cũng có biết Phật pháp rồi nhưng mà mình có ăn chay được mấy ngày, tháng mấy ngày chưa? Dạ, ăn chay tháng 4 ngày. Ờ, à, vậy đó ha. Cũng quy với mấy sư thầy là có pháp danh rồi ha. Dạ. Thì cũng được. Thì bây giờ mình ăn có 4 ngày, ít thì mình ăn tăng 10 ngày đi. Cái căn của con đó nằm bên đó là Phật mẫu duy trì nha. Cô đây thì cô xem cái căn cho con. Đầu tiên cô xem căn thôi. Cái căn của con là bên là tiên nữ ở trên cung của mẫu duy trì. Xuống trần này cũng mình phạm lực nên mình xuống đây. Mình cũng là phạm lực ở trên thiên đình nên là mình xuống trần đây. Là mẹ cũng bị phạt mình. Nên bây giờ á là xuống đây. Thì bây giờ màn này cuối rồi, con cũng có biết quy với Phật rồi. Thì cũng có ăn chay 4 ngày rồi. Thì bây giờ mình ăn thêm 10 ngày. Mình niệm Phật cho nhiều vô là được. Ví dụ đi đứng nằm ngồi 6 chữ Di Đà mình cũng vẫn nhớ mãi trong tâm mình. Rồi mình ngủ mình cũng nhớ niệm Phật. Nhớ làm sao mà trong cái tâm mình có Phật. Thì là tốt. Màn này tâm có Phật thì không có ma. Căng, con căng tiên xuống trần bên cung của mẫu. Nên là ăn 4 ngày, giờ mình tăng lên 10 ngày đi. Trong 1 tháng mình ăn 10 ngày. Rồi niệm Phật cho nhiều. Rồi tâm từ bi làm phước. Ví dụ có tiền thì làm nhiều, không có tiền làm ít. Vậy thôi chứ không phải là cô biểu làm khả năng của mình nha. Đó. Thì cái tâm mình từ bi ra, mình mở cái lòng từ bi. Mình bố thí mới việc lòng ích kỷ. Thì mình có bố thí thì mình mới được cái phước. Niệm Phật nè, ăn chay nè, bố thí nè, làm lành nè, lánh dữ nè là được. Là sau này mẹ rước về hết. Mà con phải ăn 10 ngày. Ăn 10 ngày trở lên. Bên cung của mẫu cũng tốt lắm. Bên cung của mẫu mà con xuống trần này mà con biết tâm từ bi ha, cũng có quy Phật rồi. Là không có khổ. Rồi tu thêm lên nữa đi là không có khổ. Ăn 10 ngày làm hiền làm lành là được rồi.
Căng tiên xuống chặn màn này đó là tu là mẹ rước về hết, không có để với trần gian này màn ba chiến chốt này đâu. Còn cái chú này đó tiền căn cũng rất là tu, nhưng bây giờ có tu cho thì cô không biết. Nhưng bây giờ gặp cô đây rồi hen, thí dụ hồi trước giờ chưa tu chưa ăn chay, gặp cô rồi ăn chay đi, niệm Phật nhiều vô, dù mình làm tài xế mình vẫn chạy xe mình vẫn niệm Phật được. Bây giờ có cái pháp môn niệm Phật là màn chót này là duy nhất. Niệm Phật thì nghiệp chướng nó cũng tiêu trừ, bệnh tật cũng tiêu tan, mà những gì xui xẻo cũng trôi qua. Niệm Phật trong tâm phải có Phật, rồi tâm từ bi, đi trên đường gặp người hoạn nạn giúp đỡ, già cả giúp đỡ. Đó là cái tâm từ bi mình mở ra là được. Ăn chay 4 ngày cũng được, 10 ngày càng tốt. Cái chú này căng cũng lớn lắm. Cũng nhiều kiếp xuống trần này, cũng tu nhiều kiếp. Có người không tu nha, cái người này ra xuống đây rất nhiều kiếp, nhưng mà gây cái nghiệp đó. Màn này tu mà không có thoát được cái nghiệp chướng. Nên mình tốt là mình nhiều kiếp mình không có gieo làm được tốt cái đó. Nếu mà trong nhiều kiếp con gieo rồi, màn này con phải trả hết trơn. Bởi vì cái màn chót nó đòi cho được, chứ không đòi là không có cơ hội để đòi. Những cái quan gia, những cái ân quán mà vô lượng kiếp mình đã gây đó, từ vô lượng kiếp đến bây giờ luôn đó, là có rồi nó đòi hết. Nên là mình không có gây là mình không có gây, là biết sao mình không có gây, biết không gây không? Là mình không có khổ, mình không có gì hết, là mình không có gây đó. Còn nếu mà con có gây cái nghiệp trước này, bây giờ là lận đận, là đau ốm, đủ thứ luôn, bệnh tật, nghèo khổ. Đó là mình gây cái nghiệp vừa qua, bây giờ mình đã còn con không có gây. Thì bây giờ mình đang hưởng sung cái phước của mình nè, sung sướng nè, giàu có nè, đẹp đẽ nè, không bệnh nè, là mình biết mình có phước. Bây giờ mình gắng làm phước thêm, nó là phước cộng phước vô là mình được về với mẹ. Chú này cũng vậy, rất là tốt ha. Thấy vậy chứ cái tâm cũng từ bi lắm. Chú này mặt phúc hậu nha. Cô không có biết, cô mới gặp lần đầu thôi. Nhưng mà cô nói bây giờ con chưa ăn chay, con về con ăn 4 ngày đi. Nếu ăn được 10 ngày là ăn luôn 10 ngày. Rồi niệm Phật cho nhiều, tâm từ bi là được. Dễ lắm, màn này rất là dễ. Bởi vì Phật nói nay xá tội chỉ còn một lúc. Lúc này là ổng xả tội mình à. Xả tội thì những cái gì con làm vừa qua tội lỗi là con ổng bỏ. Bây giờ con tu lẫn chứng, đó là chứng ngay cái màn này. Nên là tu rất là dễ. Hay á, chú này tài xế ha. Rồi con đi xuống đi dưới Châu Đốc này được nhiều lần chưa? Dạ, năm nào con cũng đi ha. Vậy đó ha, đi xuống cúng đó ha, cúng dạ. Bà đó ha. Dạ. Mà con cúng, có cúng heo, cúng gà cho thăm. Không. Đừng cúng, con, bây giờ bà tu rồi. Dạ. Con cúng trái cây với con nguyện thôi. Dạ. Ừ. Đừng cúng heo, cúng gà vịt dạ. Nữa. Tại vì bà, bây giờ bà cũng đi tu rồi. Dạ. Màn ba chuyến chót nãy cũng tu hết rồi. Nên là mình cúng trái cây với mình nguyện với bà thôi. Dạ. Nó vậy đó. Chứ đừng cúng mặn nữa, sắc xanh. Dạ. Cũng tốt lắm, chú này cũng tốt, con cũng tốt. Dạ. Dạ. Năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ, con sinh năm 1967. Mà tính ra nhiêu tuổi? Dạ, con năm nay năm mấy rồi? Con tuổi dê. Là dạ, cũng cũng mùi. Dạ. Là cũng như 50, 57 cái gì rồi nha. 56. 56, 57 gì rồi. Dạ. Ừ. Tốt. 57. Ừ, 57. Ừ. Tuổi mùi này cũng là người thông minh, người cõi trên xuống. Dạ. Ừ. Bây giờ biết gì rồi đó, gặp cô vậy là cô nói gì đó, về làm vậy đi. Dạ. Nha. Rồi có dịp nào đi xuống đây thì ghé cô chơi. Dạ, dạ. Ừ. Dạ. Mới biết lần đầu hen. Dạ, con đã, con ghé mua. Ừ. Đi ngang có mấy con thỏ nhỏ nhỏ mua về nuôi. Bây giờ con dạ. Đừng nuôi. Dạ. Không nuôi con gì. Dạ. Con thỏ, con mèo, con chó gì cũng không nuôi. Dạ. Không nuôi con gì hết. Dạ. Bởi vì cô đây là bên đạo thầy, thầy dạy mình rất kỹ. Dạ. Mình không có nuôi con gì hết. Dạ. Mình nuôi trong chuồng, mình nhốt để mình nhìn thấy mình vui. Yeah.
nhưng mà người ta ở tù. Con hiểu không? Mình thí dụ mình nuôi con sáo đi, bỏ trong cái lòng đi, mình thấy nó nói chuyện mình vui mình cười, nhưng mà thật sự mình nhốt người ta. Nó nên là không nuôi con gì hết. Không nuôi một con gì luôn nghe. Cứ về niệm Phật cho nhiều vô. Vì được rồi đó, được có về để về tới tối. Rồi à, có gì kết Zalo với cô đi. Số của cô đó, số ở ngoài cái bảng đó có đó, cái bảng ngoài Sơn Hà, cái số điện của cô trên đó. Đây, dạ, cô thấy xe mình đó, xe mình để cái chữ đó, cô thấy nè. Ừ. Ở trong cái sạn ra bên sáng nay có chút việc ở đây. Rồi cuối năm cũng có đi qua đó thì cũng có đi qua ghé đây chơi. Có cái dịp đó nghe chú nói cô từ thiện đi đồ. Từ cô đi làm từ thiện cất nhà đó, mới đi bàn giao căn nhà mới về đó. Để cái dịp đó các con cũng dám hứa. Xuống thì có gì để. Nó kết chờ đâu với cô đi rồi cái là mình muốn làm việc thiện gì đó tùy lòng tùy sức hen. Tâm tùy duyên. Là được làm những việc gì thì mình làm càng tốt. Bây giờ con biết vật chất thân này giả, vật chất giả, tất cả đều giả, có linh hồn thiệt. Linh hồn là mãi mãi trường tồn, dù vô lượng kiếp vẫn còn cái linh hồn của mình. Xác này là đất nước trả về cho đất nước, cát bụi thịt này là đất, thì không có gì tồn tại, nhà cũng không tồn tại, giả hết, đều giả, chỉ có linh hồn là thiệt. Dầu cho cái linh hồn con vô lượng kiếp bao nhiêu vẫn còn, ngàn triệu triệu kiếp vẫn còn cái linh hồn, chuyển lên chuyển xuống, chuyển lên chuyển xuống hoài. Nên là con biết màn này muốn tu mà được về trên với cha với mẹ với Phật thì phải tuyệt đối không ăn chay, ủa không ăn mặn, ăn chay để mình không sát sanh. Thì mình không sát sanh thì mình không có sáu nẻo luân hồi. Nếu mình ăn mặn thì mình sáu nẻo luân hồi luân chuyển hoài, luân chuyển lên xuống hoài, mình còn ở dưới này hoài. Nên là mình ăn chay để mình giải thoát cái nghiệp là mình giết lời thú vật đó. Cũng một cái con người giống mình nhưng là tội quá mới chuyển quá làm lời thú. Nó cũng cái dâm linh, cái linh hồn nó cũng linh hồn người ta. Nhưng mà quá tội chuyển con bò, con heo, con chó mới tới con cá, con gà, con vịt. Là cũng một cái linh hồn của chúng sanh. Đó nên là bây giờ mình muốn dứt phát không tuân chuyển xuống trần gian này nữa thì mình ăn chay, mình niệm Phật và về với mẹ. Còn con biết không? Thí dụ bây giờ con làm phước, kiếp này con làm phước, kiếp sau con giàu. Biết đâu kiếp sau mình giàu, mình không có cái lòng từ bi. Mình giàu quá giàu rồi, mình không có lòng từ bi của mình ý. Rồi mình không có làm phước làm hiền, mình chuyển lên nghèo nữa, khổ nữa. Nói vậy đó, lên xuống mãi mãi, sáu nẻo luân hồi. Nên lên lên xuống xuống hoài. Kiếp này mình giàu, mình không có làm gì tiện, mình làm ác. Kiếp sau nghèo, khổ, bệnh tật. Bởi vì con thấy sao mà tại sao có người bệnh nan y nè, ung thư nè, tiểu đường nè, gọi là tật nguyền nè, câm ngọng biết nè, có nghiệp lên để trả. Nên mình được như vậy là căn mình cũng dày, căn sâu. Nó nên là được giàu sang cũng đẹp, được thông minh trí tuệ, là mình biết như vậy mình tu thêm. Mình tu cho mình được về. Chú này tốt lắm nha, thấy vậy đó. Cái tâm rất là tốt. Tuy rằng chưa biết ăn chay nha, nhưng cái tâm rất là tốt. Bởi vì tiền kiếp có tu nhiều rồi, nên là trong cái gốc đó, người ta còn cái tâm từ bi. Còn những người con thấy đẹp giàu sang như con nhìn cô thấy, cái gốc chưa có là cái tâm từ bi không có. Còn mình có cái gốc, ví dụ con tu 5-10 kiếp, cái gốc con vẫn còn đây nè, chuyển lên kiếp này con vẫn còn cái gốc từ bi đó. Nên là cái tâm mình rất từ bi, nhưng mình lên đây mình chưa có biết tu, nhưng cái tâm mình có. Tu một cái là bằng người ta tu một năm đó, vậy đó. Nên là về phát tâm đi, ăn chay niệm Phật, lái xe cũng vẫn niệm được luôn, bất cứ con đi đâu cũng niệm được trong cái tâm mình. Lúc nào mình cũng tưởng nhớ Phật, nhân cơm bữa dụng của quyền sấm tối mấy màu, chữ Nam Mô dẹp được lòng sầu thì sao thấy được nhà tiên cửa thánh. Có chữ Nam Mô A Di Đà Phật thôi mà con được bao nhiêu. Không phải mình thấy có sáu chữ rất là đơn giản, nhưng mà con niệm sáu chữ Di Đà đi. Tại vì màn này là Phật chỉ dùng cho có sáu chữ Di Đà thôi.
tại vì là màn này mạt pháp rồi, chúng sanh mình bị vô minh, nên là danh lợi tiền tài che phúc, nên là Phật chỉ dạy chúng sanh mình có Nam Mô A Di Đà Phật, sáu chữ đó là các tam thiên đại thiên thế giới hằng hà sa số Phật độ mình liền. Đó, cho mình từ từ mình niệm Phật, từ từ mình cái trí mình mở ra sáng suốt thông minh lên, mình ngộ ra được Phật pháp là gì luôn đó. Bởi vì con gái không có phải tụng kinh nhiều, không có phải ngồi đó mà tụng kinh suốt ngày mà được, chủ yếu là cái tâm, quan trọng cái tâm mình từ bi. Chứ con ngồi con tụng kinh tối ngày mà con niệm Phật tối ngày mà cái tâm con không có mở cái lòng từ bi, cũng không có dính vô cái chữ Nam Mô Di Đà Phật đó. Nên là vừa tu vừa làm phước, tâm từ bi. Màn này bị chúng sanh là cũng như là mạt pháp rồi, tu để mà giải thoát về, chứ không phải mà như ngày xưa vô lượng kiếp như mấy triệu năm trước đó, là người ta tu đó, quyết chí để người ta đắc đạo, để vô rừng vô ngồi trong cốc trong hang đó, để giải thoát bỏ xác. Còn mình tu đây nè để cái linh hồn mình về thôi. Màn này đó là màn tốt, mình tu để thôi. Cha mẹ rước gì hết, đến đây này gặp lập hội Long Ba, con biết không, những người gian ác á lập ra hết, vũ sổ luôn, sàn sảy lập ra, người hiền đức thâm mới được vào dự hội Long Ba, còn người không tu là bỏ hết, nên là mới phân ra luôn, phân ra người hiền lương nhân ái nè, người tu nè, còn người không tu dạt ra bỏ luôn, coi như là vũ sổ đó. Nó không còn chuyển kiếp người, mà có nếu mà có chuyển kiếp người phải ở dưới mấy triệu triệu kiếp, vô lượng kiếp ở dưới, khi mà cái trái đất này đó thành lợi một cái trái đất khác nữa thì mới có thể chuyển lên mà không biết bao nhiêu luôn đó. Bởi vì mình gán tu vào cho con không có được về, con cũng được làm người dân Phật quốc, cũng sống cái đời là có Phật, có vua, có tiên, có Phật đó. Mình sống đó đời đó mình tu tiếp, mình không xuống dưới là mình được rồi. Ông màng này lọc lừa hết, con biết không? Gian ác là tiêu diệt, không có còn để. Tôi nói nó giờ thấm mí nghe đi, ngồi đây để nghe, nó cô kia để ngồi nó nghe, cái quan hồn cho nó nghe để nó tức tỉnh, nó giác ngộ. Màng này đấy là Phật nè, sàng sảy nè, thanh lọc nè, lọc lừa những người tàn bạo nè, những người hung ác nè, tiêu hết, tiêu hồn, tiêu xác luôn. Còn hồn ma bóng quế cũng vậy, nếu tu thì Phật cũng cứu, còn không tu cũng đến ngày đó thầy đứng trên đài cao gọi các linh hồn đến, người linh hồn là không tu vũ một cái tan nát ra cho bụi, còn linh hồn nào biết tu cho chuyển lên làm người đó. Tôi nói về thức tỉnh tu đi, tôi biết nãy giờ tôi kêu ngồi đây để nghe đó. Niệm Phật Nam Mô Di Đà Phật coi. Bởi vì là con gắng tu niệm, bây giờ tu dễ lắm, đâu phải mình phải ngồi tụng kinh có mỏi đâu. Con ăn chay nè, con niệm Phật nè, con đi ra đường con gặp việc thiện con làm, nó là tốt, rất là tốt vậy thôi, chứ không phải mình ngồi nhà mình tụng kinh tối ngày đâu. Vậy đó, tu dễ lắm, đi làm công ty cũng tu được nè, lái xe cũng tu được nè, niệm Nam Mô Di Đà Phật trong tâm ai biết. Nhưng mà con niệm con thấy sáu chữ đơn giản nha, nhưng mà con biết tam tiên đại tiên hằng hà sa số Phật nhìn xuống mình liền, thấu xuống liền. Rồi mình mở cái tâm từ bi, nó là Phật đã nhìn thấu trong tâm mình, nghĩ gì là Phật đã biết rồi. Bởi vì con hướng về Phật, con từ bi là Phật chứng cái tâm mình liền. Như vậy đó. Rồi sao có phát tâm tu không mà ngồi hưng hự hoài vậy? Rồi. Rồi có dịp đi ngang vé đây nha. Rồi chúc cho con hai đứa con về làm ăn phát đạt, để có tiền làm phước. Dạ. Con mới đi làm phước. Cô đây là cô làm việc thiện dữ lắm. Dạ. Vậy sao? Nãy giờ có nghe có phát tâm có giác ngộ gì không? Hả? Nhưng mà hừ hừ hoài á. Phật đi. Ngày có lấy tu chứ. Giác ngộ đi. Đến đây rồi.
Đây là Phật từ bi. Giác ngộ đi. Giác ngộ quay đầu tu đi, buông cái xác ra cho người ta mạnh giỏi đi. Sao? Nam mô Di Đà Phật. Nam mô Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Niệm Phật coi, Nam mô A Di Đà Phật. 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 Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Đà Phật. Nam mô A Di Đà. Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi tu hen. À. Nam mô A Di Đà Phật. Đừng làm cái xác đau nữa nha. Đừng làm cái xác bệnh nữa nha. Đừng làm cái xác này bệnh nữa nha. Hứa với cô đi. Hứa thì gật đầu. Đừng làm cái xác này bệnh nữa. Niệm Phật đi. Tu đi. Rồi cô kêu cái xác nào hướng công đức cho. Hồi hướng hết công đức niệm Phật. Làm những việc gì là hồi hướng hết cho người ta. Cúng lại cũng hồi hướng. Niệm Phật cũng hồi hướng. Làm những việc gì 1000 cũng hồi hướng cho người ta. Từ việc nhỏ đến việc lớn hồi hướng thì từ từ hết. Cũng biết niệm Phật cái này nãy nói không được. Nếu cái tiếng kia mà mô với đạo Phật muốn nghe cái tiếng kia nó lọt qua tiếng này là muốn cứng nãy đó. Còn gung niệm nhiều. Chưa gành ha, bởi vì thôi bây giờ nè, để cô cho gành ha. Rồi nè à, rồi bây giờ để cô ấn chỉ của Phật A Di Đà xuống cho niệm cho gành. Lấy cây bút lông cho mẹ coi con. Nam mô A Di Đà. Nè thấy không? Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nè nói bây giờ muốn niệm mà niệm chưa gành, bây giờ mừng lắm rồi nè. Niệm đi. Rồi cô ấn chỉ cho. Lấy cây bút lông màu đỏ cho mẹ. Nam mô A Di Đà Phật phải không? Rồi. Bây giờ cô ấn chỉ chữ ai Nam mô A Di Đà Phật cho niệm cho quen nha. A Di Đà Phật. Rồi. Bây giờ nhờ Phật tổ. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nhận trên Phật tổ Phật Thầy Đức Thầy cho con xin cái ấn chỉ của Phật A Di Đà để cho người này là niệm cho được gành. À, bây giờ niệm là gành đó, làm gành. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Chăm tâm cho một chữ nữa. Nam mô A Di Đà Phật. Cho biết tâm Phật ngang, niệm Phật ngang là thoát được. Đừng có làm cái xác này bệnh đi nha. Niệm Phật nhiều vô. Hen. Quay sau lưng lại đây cho chữ nữa. Về biết chữ Di Đà, Nam mô Di Đà Phật để nói là niệm không có gành, chưa có gành đó. Nam mô Di Đà Phật. Cô cho ba chữ Nam mô Di Đà Phật. Niệm Phật cho gành lên nha. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Gành rồi hen, gành rồi đó. Mừng ham, mừng ham. Mừng mừng nói tiếng Việt được luôn rồi. Nói tiếng Việt được luôn rồi. Mừng quá hen. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi. Đưa hai cái bàn tay đây ghe này trước cho hai chữ luôn, đừng cho nhớ. Mừng không? Nam mô A Di Đà Phật, nhờ Phật tổ Phật thầy Đức Phật A Di Đà cha lành bốn cõi giúp cho chúng sanh. Nhớ câu niệm Phật Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi niệm nữa coi gần không? Dạ rồi hen, sức rồi hen. Vô mệt lắm cô mình. Không, từ từ hết, lại gặp cô rồi từ từ hết, đừng có lo. Hôm trước cũng hai người vậy. Bị gì chưa có biết tu. Không có biết tu bị gì, tao quá hận đấy. Con cũng đổi hơn cô Năm nhiều lắm. Con cũng nhiều quá hận tu, con ráng niệm Phật lắm. Mà không có biết, phải biết kêu người ta thì đâu có đến đâu. Mấy đứa con không có biết, năm đứa sáu đứa mà con cũng nói với nó là phải ăn chay niệm Phật, bây giờ nó ăn chay trường hết cô Năm ơi. Nói nhà là năm cháu rồi ăn chay không mà cúng lại tối đêm nào cũng cúng lại chứ. Cũng như là cái này là cũng như là cái vô lượng kiếp nó theo rồi á, là nó đòi mà không có biết, như là cái quan hồn này nó quá như là không có biết tu gì hết trơn, chưa có biết tu lại gì, và theo cái này hành chứ như là kiếm gì làm cho đau đặng mà trả thù vậy thôi à. Chứ không à. Bây giờ hen, lát nữa là kêu Dũng lấy cái cuốn chú Lăng Nghiêm với cái cuốn Di Đà cho tụng kinh Di Đà đó, đã hồi hướng cho người ta nè, tôi dạy nhớ nghe, mày về mày nhắc đó nghe. Ăn chay nè cũng hồi hướng luôn nghe, là nguyện như Phật tổ Phật thầy cho con ăn chay mấy chục năm nay, con xin hồi hướng cho cái quan gia trong mình của con đang theo con hành cho con đau bao nhiêu năm nay, con hồi hướng hết rồi, hiện bây giờ con làm những việc thiện gì 5.000, 10.000, 100.000 hồi hướng luôn, cúng đại hồi hướng luôn rồi. Rồi nói vậy nè, nhờ Phật tổ Phật thầy từ bi cũng quan hỷ độ cho cái quan hồng này niệm Phật theo con, là con niệm Phật thì kêu người ta niệm theo đó. Cúng lại mình cũng giá gì nữa, hồi hướng cho luôn, hồi hướng luôn, hồi hướng cũng người nào cũng hồi hướng, rồi kêu người ta nói về tu đi, niệm Phật theo tôi để tu đi giải thoát kiếp làm người lên, chứ đừng có theo quan hồng gì hoài, tôi đau tôi cũng không có làm gì được, bây giờ cho tôi mạnh để tôi hồi hướng cho, rồi niệm Phật theo tu tu để sau này chuyển hóa làm người đó. Cứ giá về hoài từ từ hết, không ai coi ra đâu, tặng là lễ là thầy là tới nói giống cô với bà cô cũng mà có bao nhiêu đó, đi lễ thầy là tàng mà nói nhiều đó, mấy chục ông thầy luôn mà không biết thì. Tại vì con coi clip của cô Năm cũng nhiều lắm, mày con mới lên tới đây. Bây giờ nữa xin cho được lấy số điện thoại của cô đi, có gì điện lên có, cho... qua con có điện là coi nhá, thí dụ làm một tháng hai tháng có bớt không bớt thì cô chỉ tiếp, cô dạy cho thêm đó. Nhiều người rồi như vậy nè, cũng nhiều người hết lắm rồi, mà cũng lại đi quy với Phật luôn đó nghe. Hôm trước có hai cha con cũng quy với Phật luôn á, cho con lấy cuốn kinh Di Đà với kinh chú Lăng Nghiêm cho bà.